cảm nhận cậu về thời tiết mùa hè này như thế nào? Ôi, phải nói một từ thật sự là quá nóng luôn ạ. Cái phòng trọ nó còn hơn cái lò luôn ạ. Cái giường nếu ra đường chỉ có sức tính là nóng như cái lò, nóng 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 như cái lò, nóng như cái lò, nóng 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 như cái lò. Mình không thể không, mình không cảm thấy khó chịu mà mình cảm thấy quá khó chịu. Thời tiết này chẳng muốn làm gì, học cũng chẳng muốn, mà thời tiết này dễ ta chia tay người yêu lắm, mới chia tay hôm qua. Nóng quá mà. Nóng nực kinh khủng. Khủng khiếp. Tưởng muốn tan chảy luôn ạ. Cơ thể mình kiểu bị luộc lên. Rất là mệt mỏi ạ. Cảm tưởng như nên phải đến gần 50 độ C. Nói chung là quá mệt mỏi em ạ. Thật là kinh khủng. Bây giờ mình chỉ có cách là vào siêu thị đấy, ngồi trong đấy cho nó mát. Mình nghĩ cho là ra quán cà phê hay là chỗ nào đấy mát mẻ để mà tránh nóng thôi, chứ ở nhà thì thành heo quay bảy món mất. Thời tiết này chỉ muốn chui vào nhà nghỉ nào và bật điều hòa thôi. Chắc chắn là không phải một mình rồi. Có lẽ là đi bơi thôi. Chắc là mình sẽ đi ra Bách Thảo hoặc là đi đâu đó chơi thôi. Thì ở trong nhà điều hòa thôi. Nói chung là về nhà chỉ muốn nằm ra thôi, không muốn làm gì cả. Và có người quạt cho và massage cho là tốt. Em sẽ nghĩ là cuộc sống nó dường như là trở nên là rất là tăm tối. Bây giờ có điều hòa với có điện mà chả chịu được, thì bây giờ như thế chắc cũng chịu luôn. Vì nghĩ sẽ là gần bằng địa ngục rồi. Ôi, thực sự là rất là bức bối luôn đấy ạ. Rất là khó chịu bởi vì là đang quen với việc là mát rồi, ít ra không phải gì cũng phải có quạt điện ấy ạ. Thật là đang mất hạn thì thật sự là chắc là em không chịu được. Trời chết ạ. Em cũng có thể chịu được bởi vì quen rồi, mình đi nắng ngoài đường quen rồi. Chắc không chịu được ở Hà Nội này. Còn nếu trên rừng thì chắc là được. Chắc là không thể chịu nổi, nóng lắm. Mặc ít đồ nhất có thể.